Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Dự báo thời tiết khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 28 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, dự báo thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 cho đến 24 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu, mưa rào nhẹ chỉ xuất hiện tại vùng núi phía Tây về đêm, còn lại các nơi khác trên khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa. Trời chỉ còn se lạnh trong thời điểm ban sớm với nhiệt độ từ 19 cho đến 22 độ. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều mai dao động từ 24 cho đến 27 độ. Dự báo nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục có xu hướng tăng nhanh trong những ngày cuối tuần. Còn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, thời tiết trở lại trạng thái ổn định, trời nhiều mây về đêm và sáng, có mưa nhỏ ở một vài nơi, tiết trời se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 20 độ và cao nhất là 27 độ. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đêm nay và sáng mai trời nhiều mây, mưa rào nhẹ giảm ở vài nơi, với nhiệt độ đêm ngày dao động trong khoảng từ 22 cho đến 30 độ. Khu vực còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận, trời mát mẻ về đêm và sáng, trưa, đầu giờ chiều có nắng nhẹ với mức nhiệt ổn định từ 30 cho đến 33 độ. Lui xuống các tỉnh thành phía Nam, ở Tây Nguyên, mưa chỉ xuất hiện cục bộ về đêm. Còn các tỉnh thành Nam Bộ, mưa rào xuất hiện về chiều nhưng trong thời đoạn ngắn và tập trung tại các tỉnh ven biển. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở Tây Nguyên dao động từ 29 cho đến 32 độ. Còn ở các tỉnh thành Nam Bộ là từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc cấp 5. Đêm nay có lúc cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét, biển động. Tàu thuyền nhỏ cần lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Còn ở vùng biển còn lại ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió giảm xuống dưới cấp 4. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.